Xin kính chào khán giả người Việt TV đến với điểm tin trong ngày hôm nay là thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2020. Bản tin của chúng tôi gồm có các tin đáng chú ý như sau. Trong 24 giờ có 25.000 người California ghi danh đi chống dịch Covid-19. Một bà ở New York bị đấm, bị cướp của do đeo khẩu trang vào một tiệm. Bé 4 tuổi ở Hà Nội tử vong do bị mẹ ruột và bố dưỡng tra tấn suốt 24 ngày. Một phụ nữ ở Việt Nam nghi nhiễm Covid-19 chết, giới chức nói bị viêm phổi nặng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chỉ chưa đầy trong vòng 24 giờ sau khi thống đốc California là Governor Newsom đưa ra lời kêu gọi thì hơn 25.000 người có khả năng chuyên môn y tế đã nộp đơn xin gia nhập tổ chức mới thành lập có tên là Health Corps của California để đối phó với sự gia tăng lớn lao các bệnh nhân lây nhiễm COVID-19. Theo bản tin của đài truyền hình địa phương là KTLA5 hôm 31 tháng 3, thống đốc Gavin Newsom bày tỏ sự vui mừng, phấn khích trước sự hưởng ứng nồng nhiệt này. Ông nói ông chưa hề cảm thấy phấn khởi như vậy trong đời. Chỉ có 24 giờ mà đã có 25.000 người là những chuyên gia y tế ghi danh giúp đỡ. Hàng ngàn người trong số họ đang nghỉ hưu, giờ đây sẵn sàng quay trở lại. Hôm 30 tháng 3 thì tiểu bang California loan báo một tổ chức mới là Health Corps kêu gọi sự tham dự của những người có khả năng chuyên môn về y tế hiện không đi làm như những người đã nghỉ hưu hoặc chuẩn bị xin giấy phép hành nghề. Những người có thể nộp đơn gồm cả các nhân viên cấp cứu EMT đã nghỉ hưu, nhân viên cứu thương, bác sĩ, dược sĩ, các bác sĩ trong thời gian thực tập, các học viên y tá vân vân. Theo giới chức tiểu bang thì những người tham gia sẽ được coi là những tình nguyện viên có trả lương, họ cũng sẽ được cấp bảo hiểm liên quan đến kiện tụng có thể xảy ra khi làm việc. Bà Julie Hsu, Bộ trưởng Lao động California nói rằng, việc huy động lực lượng gồm các nhân viên y tế hiện không làm việc hoặc những người tốt nghiệp lĩnh vực y tế ở ngoại quốc, hiện đang chờ có giấy phép hành nghề tại Mỹ sẽ hỗ trợ tiểu bang đối phó được với đại dịch này. Chuyển sang tin tiếp theo là một phụ nữ ở New York bị đấm bị cướp của do đeo khẩu trang vào tiệm. Theo thông cáo của giới hữu trách New York hôm 31 tháng 3 thì có 4 thanh niên bị cáo buộc là đấm và cướp đồ đạc một phụ nữ trong một cửa tiệm ở khu Houston ở phía tây bắc của tiểu bang New York vì đeo khẩu trang vào nơi này. Bản tin của tờ báo địa phương là Rochester Democrat and Chronicle nói rằng Cảnh sát thuộc văn phòng cảnh sát trưởng Morrow County được gọi đến tiệm Family Dollar hôm 23 tháng 3 vì có báo cáo xảy ra vụ cướp. Một phụ nữ khai với cảnh sát rằng có nhóm người chặn bà lại trong tiệm vì bà đeo khẩu trang. Còn báo cáo của cảnh sát nói là nạn nhân bị một nhóm người quấy nhiễu do bà bị do bà đeo khẩu trang, nói rằng bà bị nhiễm Covid-19. Khi người phụ nữ này tìm cách bước ra khỏi tiệm thì bà bị nhóm người đến đánh đập, cướp chìa khóa xe và ví tiền. Nạn nhân cũng bị các thương tích nhẹ. Nhóm người kia cũng rời khỏi khu vực và sau đó xe của họ bị chặn ở thành phố Orden, lân cận. Những người này sau đó bị bắt, gồm 4 thanh niên, một người 18 tuổi và 3 người 19 tuổi. Họ bị truy tố tội cướp cấp 2 và giữ võ khí bất hợp pháp và một số tội danh khác. Văn phòng cảnh sát trưởng Morrow County nói đây không phải là vụ tấn công vì thù hằn chủng tộc. Họ cũng không cho biết tên cũng như không cho biết người phụ nữ này thuộc cộng đồng nào. Tiếp theo là tin liên quan đến Việt Nam. Một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong do bị mẹ ruột và bố dưỡng tra tấn suốt 24 ngày. Sáng ngày 1 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo bắt khẩn cấp cặp vợ chồng bạo hành con gái 4 tuổi dẫn đến tử vong. Trước đó, tối 31 tháng 3 thì mạng xã hội Việt Nam dậy sóng bởi thông tin một bé gái 4 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Đáng chú ý, người chia sẻ câu chuyện này là bà ngoại của cháu bé. Theo nội dung bài đăng thì bé gái 4 tuổi có tên viết tắt là M, thường trú ở xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội bị mẹ ruột và bố dưỡng tra tấn giả mang như thời trung cổ trong suốt 24 ngày, khiến bé gái tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Bài đăng đã nhận được hàng triệu lượt chia sẻ với sự phẫn nộ của cộng đồng mạng vì sự giả mang của mẹ ruột và bố dưỡng cháu bé. Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết là sáng ngày 30 tháng 3 thì bệnh viện này tiếp nhận bé M được đưa đến cấp cứu trên người có nhiều vết thương tích dấu hiệu bạo hành nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Trao đổi với báo thanh niên trước đó thì một lãnh đạo xã Võng La thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết mẹ của bé gái này 29 tuổi là người địa phương, có quan hệ rất phức tạp và thường trú tại nội thành Hà Nội nên thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Chị này đã trải qua ba đời chồng, bé gái bị bạo hành là con của người chồng thứ hai. Sau khi bé gái tử vong và sau khi khám nghiệm tử thi thì bà ngoại của cháu bé đã đưa thi hài của bé về địa phương an táng. Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp cặp vợ chồng này. Thưa quý vị, tin cuối cùng là một phụ nữ ở Việt Nam nghi nhiễm COVID-19 chết nhưng giới chức nói là bị viêm phổi nặng. Một phụ nữ 42 tuổi ở xã Iron, huyện Chư Phư bị nghi là nhiễm virus Covid-19 chết tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, nhưng giới hữu trách bác bỏ và cho rằng người này chết do viêm phổi nặng. Ngày 31 tháng 3 thì Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông báo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Trần Thị Yến chết tại bệnh viện đa khoa tỉnh này là âm tính với virus Covid-19 và rằng bệnh nhân tử vong là do bệnh nặng và có nhiều bệnh lý. Theo báo Việt Nam Plus thì Sở Y tế Gia Lai cũng bác bỏ thông tin là người nhà bệnh nhân gây áp lực đối với bệnh viện sau khi bà Yến chết. Tin cho biết là ngày 28 tháng 3, bà Yến được người thân đưa vào bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai thăm khám với biểu hiện ho, khó thở và được chẩn đoán là bị viêm phổi nặng, giãn phế quản, hở van hai lá, bệnh tim thiếu máu cục bộ, xử lý thở oxy. Ngay sau đó thì bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Gia Lai điều trị. Đến khoảng 10 giờ ngày 29 tháng 3 thì tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu, trụy tim, trụy mạch, sau đó thì rơi vào hôn mê sâu và chết. Ngay sau bà khi bà Yến qua đời thì người dân địa phương lo sợ vì nghi ngờ bà chết do bị nhiễm dịch bệnh. Trước đó, thì theo báo tuổi trẻ, ngày 27 tháng 3, một cụ bà 81 tuổi từ Úc về khi đang ở trong trại tập trung ở trường quân sự tỉnh Tiền Giang thì được phát hiện chết trên sàn nhà vệ sinh. Công luận nghi ngờ cụ bà chết do nhiễm Covid-19, nhưng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho rằng bà chết do nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, tiền căng hèn phế quản thưa quý vị bản tin của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong bản tin kế tiếp